Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ vừa đề xuất nâng tiêu chuẩn khí thải mới đối với ô tô. Các tiêu chuẩn mới sẽ giúp cắt giảm tình trạng ô nhiễm không khí và đáp ứng các mục tiêu năng lượng tái tạo của Mỹ. Và đề xuất này cũng đang làm nóng hơn cuộc đua của các hãng xe điện. Từ Mỹ, phóng viên Truyền hình Việt Nam sẽ thông tin chi tiết. Các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt mới do Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ đề xuất nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng không khí. Ước tính nếu tiêu chuẩn mới được ban hành, Mỹ sẽ giảm khoảng 10 tỷ tấn khí thải CO2, tương đương gần gấp 2 lần lượng khí thải năm 2022. Đến năm 2032, lượng ô nhiễm phải ít hơn 56% so với tiêu chuẩn hiện nay. Các tiêu chuẩn EPA mới này nghiêng mặt hơn tới mức có 2/3 tổng số ô tô phải chạy bằng điện vào năm 2032. Trước đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu 50% số xe bán ra tại Mỹ vào năm 2030 sẽ là xe điện. Tiêu chuẩn mới đề xuất còn nghiêng mặt hơn, được đánh giá là giúp tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đô la và khiến cuộc đua của các hãng xe điện tại Mỹ tiếp tục nóng lên. Chúng tôi đang cố gắng tạo ra một chiếc ô tô có thể đạt được hiệu suất và phạm vi hoạt động tương tự với pin nhỏ hơn, tiết kiệm hơn. Điều đó không chỉ giúp chăm sóc khách hàng tốt hơn, mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Doanh số bán xe điện tại Mỹ vẫn ở mức thấp, chỉ chiếm 7,2% tổng số xe điện bán ra trong quý 1 năm nay. Mục tiêu xe điện bán ra đạt 67% vào năm 2032 sẽ đặt ra những thách thức không nhỏ cho các hãng xe điện khi phải đối mặt với tình trạng thiếu các trạm sạc và chi phí sản xuất vẫn ở mức cao. Các tiêu chuẩn EPA mới này nghiêng mặt hơn tới mức có 2/3 tổng số ô tô phải chạy bằng điện vào năm 2032. Khoản tín dụng ưu đãi trợ cấp thuế của chính quyền Mỹ trị giá 7.500 đô la dường như chưa đủ hấp dẫn với những ai thích mua xe điện. Đối với những ô tô chạy bằng xăng thì chỉ cần từ 2 cho đến 4 phút để đổ đầy một bình xăng. Còn với những xe điện thì cần ít nhất từ 20 cho đến 30 phút để sạc đầy 80%. Đây cũng là những thách thức không nhỏ đối với những ai muốn chuyển sang dùng xe điện. Công Tùng, phóng viên Truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Thời gian chuyển đổi từ xăng sang điện chắc chắn là một quãng đường không thể nhanh được, bởi rõ ràng chúng ta đều hiểu đó là một hành trình thay đổi hành vi tiêu dùng của mọi người. Nhưng mà chúng ta cùng hy vọng rằng khi tất cả chúng ta đều hướng về lợi ích môi trường, thì dù có bất tiện như thế nào thì mỗi người ủng hộ một chút.